qua khám nữa rồi uống máy bú lòn rồi là tiếng bị gì tiếng nó phá sản rồi mày vô đi bay shop game bản quyền mày đọc nè lỗ 70 triệu luôn mà mày bỏ 70 triệu luôn. Mày ấy, nhưng mà nhìn nghe cái là muốn ủng hộ luôn ha kết đọc hay là thì mày muốn gọi là ủng hộ tao hoài luôn. Anh đổ trường hello em nha chít lâu lời hello công trạng hello phúc ly tân hello khải dương tấn nha hello nobita hello linh hello phan phan hello hải mây hello anh em hello anh em đang ỉa hết rồi chúc em ỉa vui nha ra được cục nào chưa em hello tèo hello đức anh nguyễn nha hello hiệp tân hello tấn vũ chào anh em à. Má bê cái cổ thì chứ à. Lâu có game quá hello mọi người muốn đủ anh quá đi ngoài 3 giờ đi hello tàn rô nha hello em địt mày trung đức má ngày nào cũng phải lên chửi mình cái cho vui thì sao á lên nha ánh sáng ánh sáng giữ được thì mày bây giờ lấy tên nghe nó chiêu đùa vậy hả đó là hoang đó là thành nha đó là lên má ta già mà cứ chọc ta hoài ánh sáng đáy đường nha à, bớt sắp sắp của đồ chề hả thì mày càng hay biết cái giọng mà càng nó là càng chết không càng nó là càng chết hết quá thà không nói mình sẽ bỏ qua còn được mà nói là bả hết chạy với mình á tầm này là bả hết chạy với mình á thầy ba sắp mở quán cà phê hả anh hả ồ còn anh đang tính đi mua mấy cái võng á là anh bắt trước cửa nhà luôn làm cà phê võng luôn em nhưng mà thầy cà phê võng trong hẻm không biết có ai ủng hộ nữa manit no hope rồi hả về game đánh xạ thủ thì không em nói chung là nó cái anh coi mấy cái clip gần đây nhất của nó thấy nó rất là có động lực nó chơi rồi nó chơi mà chơi rồi tập trung luôn á mẹ nó chỉ cần nó có lại phong độ như năm 2015 thì mẹ nó bắn bá cháy luôn mà hello fan Tấn Vũ nha hello fan tại chưa trước giờ mình không có đọc được một game nữa là lên cao thủ rồi hẹn game chung kết chuyên nghiệp thì không có thời gian cho em ơi mẹ dạo này anh bận bộn lắm rất là nhiều dự án đồ sao Sena không chim hả ui Sena giờ giàu lắm em ơi ký hôm qua nó ốp nó về công ty ở dưới Bình Dương nó ngồi nó ký hợp đồng vậy hôm nay Sena thì về cái cảng Hải Phòng này mà xây thêm cái cảng nữa tập em giờ ai cũng giàu á má đâm chọn con đá chiến cơm em giờ anh ai cũng giàu á thích là nghĩ chỉ có anh thì có người công việc à sau này có bé Len lên anh em sao bé Len chơi buổi tối không bé Len mấy anh em nhớ xem anh ba thôi nha xem lồn nó làm cái gì mình nấu mấy lon nó mình vô mình chưa deadline nó là mừng rồi chứ nó ủng hộ nó mình lộn hay ghét lắm hôm xin nay đậu mấy tối chim mày đòi chửi lên chứ con sáng lấy gì chim tối chim giờ mày đòi lộn không mày kêu mày bỏ chim giờ ai gì bỏ chim gì vậy cá lên nha tin tưởng con cá lên đây tính mở chim mà chơi mày chờ tao quay nó nôi cũng được mở u đi hả căng vậy anh Tam căng vậy anh Tam đang căng thiệt anh giờ là tâm điểm anh giờ là tâm điểm anh giờ là tâm điểm rồi anh là tâm điểm của này cuộc trận đấu là anh sáng của được rồi mấy đây chim mấy giờ hết ồ nó chim tầm đêm mấy em tầm 3-4 giờ sáng giờ nó ai coi được anh em cứ ngủ đi rồi sao được thì giúp ngày mai coi lại cho nó là vui nó vui rồi đơn đất thì giờ cứ bắn qua đơn đất leo đâu của mình hoặc là nhắn tin qua số tài khoản mình rồi mình đưa lại mình chỉ ăn 1% nhẹ thôi khi nào bán áo và anh hết anh tính là vô giải B á vô giải B rồi anh ba đang nói chung anh ba đang coi cái logo đang gọi là xem cái logo thích hợp rồi mới ra áo đang tính là làm áo ba lỗ hay áo chấm bi nữa áo mà mấy cái anh em biết mấy cái áo ba lỗ mà lỗ mấy cái chấm bi nhỏ nhỏ nữa không lỗ nhỏ xíu á
nhưng phải đợi cái phong cách phải không giống ai mới được nhiều người chú ý tới á. Nói chuyện cho điểm 1 xem hả? Trang điểm 1 không, em mua Angelina với con gì nữa đây? Học con Angelina với con gì nữa? Con chóc. Chóc chầm rồi, chóc đó, con chóc. Ừ. Mới rồi, giờ hết tướng mới rồi. Em hiểu rồi. Chị mẹ tay em xung quanh mấy con đó. Tối anh có coi chung kết số 1 không á? Lilo mới có, hello Linh, Linh Lồn nha. Đó anh có coi chung kết số 1, chắc có. Tối nay có xem. Nhưng mà chắc không thích, rất là thích Messi đâu mà. Barca mẹ đang bị loại mẹ nó rồi. Ronaldo cũng không có vô. Chỉ có còn Mohamed Salah là thích xem thôi. Còn bên Tottenham chỉ biết đúng Son Heung-min. Nhưng mà mình là dạng là fan phong trào của anh em. Mình không có biết hết đội hình, chỉ biết vài người hot hot thôi. Giống như streamer thì biết vài ông hot streamer nào. Ông Ba nè, ông Kiết nè, ông Lee nè, rồi sau này có ông Len nữa. Mà ông Len chắc không hot nổi rồi mày. Đi không em luôn nha, hùng lầu. Mặc áo đi ra ngoài, tưởng ăn mày là chết điểm mày. Anh Ba đâu hả? Anh Ba chưa lên. Anh Ba chưa lên em ơi. Anh giờ anh Ba chưa có dự án cà phê luôn rồi. Anh Ký thì có cái công ty với Bình Dương, Sena có mấy cái cảng ngoài Hải Phòng nữa. Chỉ có mình anh thôi, mai mốt cho anh Hầu. Anh Hầu 24/24 luôn. Ở đây mày, né đi, né đi. Sao chui sao vậy? Mấy lồn fan không chào nhưng lồn hầu da là ổn má cây vô đầu tới nơi giờ. Hello, hello anh em nha, anh có thể kể lúc mà đánh giải không, nhiều chuyện kể lắm em ơi. Nhiều thứ để kể lắm. Giống như giấc mơ vô địch rồi các kiểu. Ồ, meme sinh nhất à, rồi lô đây mẹ thằng sung siêu đúng không? À không phải, meme sinh nhất là một thằng fanboy khác. Ồ tính đi. Tại sao chỗ nhiều giờ không gọi là bến giờ mà gọi là bến tre á? Thôi chắc cho cây vô đầu nó quá à. Hỏi ứa gan thiệt. Ây da. Bắn ghê vậy. Rồi đấy mình nhấp một cái nữa. Không ăn quá. Nó đem heal đốt nha, nó đem heal đốt quá. À nó không có heal đốt nữa. À chạy. À rồi xong rồi con hàng rồi. Ai có qua đây, có qua đây qua. Có qua đó. Mã game cuối rồi mẹ, game chung kết lên cầu thủ nè. Ôi. Nhưng mà mình lên chắc rồi anh em ơi. Có tí lát nữa anh có qua Nono nha. Lát nữa anh sẽ qua Nono. Sorry ơi, à, không thấy cái lắc không mày. Lắc không mày. Má cái quỳ nó mít, mất và làm tốn cái lá. Ồ, farm mít hụt không à. Má farm lính hụt không à. Mày á mày.
Double kill. Thêm gọt. Cho boss là Crystal Water thì mẹ chúng khỏi là Bad Water em ơi. Crystal Water. Ui đi, mẹ, ôi farm kìa. Mà đúng là một game đầu tiên trong ngày mà lúc nào không là không bao giờ là dễ dàng hết á. Chết rồi. Má game đầu tiên lúc nào lúc nào cũng không dễ dàng. Má dở thiệt chứ, tại mà farm chắc cũng hụt bè bè đó là một quay lính nữa. Sao Liên bị loại nóng vậy, không phải hình của mình đâu, là thằng nào á nhìn giống mình thôi. Chứ là mình đâu bao giờ bị loại nóng vậy đâu. Lại cái cơ này, xem cái cơ bụng mình toàn là muối. Ơi trời ơi, mình phải đứng lên mới thấy được cái cơ bụng. Cái hình đó là hình phay á. Thằng nào, nói chung là thằng nào nó giống mình nên nó lấy ra chứ không phải mình đâu. Ui mẹ, sao không đâm nó luôn. Sao kiếm không chim, nó có chim mà, chứ là nó không chim nono thôi. Tại mình nói rồi, giờ anh em FPC giàu lắm, con Lê này khó hơn à. Đúng rồi, cái ảnh là thằng nào mà chụp cái ca, lấy cái ca chụp á. Không biết ai nữa, không biết thằng nào mà nhìn giống ghê. Thì mấy anh em thấy cứ đùa em bình thường mà, mấy anh em thấy là cho em cũng không có gì gọi là. Vẫn rất là ok. Vẫn cứ là ok. Vẫn cứ là ok. Ôi. Vẫn cứ là ok luôn. Đúng rồi, cái anh lấy cái ca chụp á không biết ai luôn, nó nhìn giống á. Mình rất có rất là nhiều tấm mà nhìn giống nhau. À, nó như bên Philippines hay Thái Lan vậy á, không rõ nữa. Ảnh nào anh hỏi cái ảnh nào mà bữa giờ anh em thấy thấy spam nhiều cầm cái ca mà trang cu á. Mình thì chắc chắn là cái ca nó trang không vừa cái của mình rồi. Mình bên mình tâm á đi. Dịt mẹ ta lê à. Ôi thôi chạy. Ôi hương cha hương mẹ rồi, hư mô rồi, chết luôn rồi mẹ. Rướng quá chết luôn à, chết luôn. Lê chứ ai, không phải, nhầm rồi. Của anh là chắc chắn là cái ca đó che không vừa cái của anh rồi. Cái đó chắc chắn là không che không vừa cái của anh. Muốn nếu mà muốn thì anh sẽ cosplay lại, anh lấy cái ca đó anh thử che. Nhưng mà nó sẽ lòi ra một miếng sợ bị dính gọi là hình ảnh rồi. Trên Facebook nó ban thôi, nó kêu là ảnh đòi chị. Chỉ vài mẹ đặt cháp cá lên hả? Em lên núi Bà Đen em đi bẫy mèo, bẫy chuột nhiều là tự động em biết đặt cháp cá lên à. Kiểu như em chơi game em có cái thế luôn á. Hồ cái này mẹ tham tệ quá. Cái này phẩm chấp vậy. Trời ơi mà. Em kéo đánh ghê vậy ta. Yêu thiệt chứ. Ui chào anh em nha, tiểu đường ánh sáng, phải lồn tiểu đường ánh sáng. Á à, cái tên của ông anh tu mà đem ra trôi dữ vậy. Đùa không mày. Ô nó không chết rồi, nó trắng máu rồi. Này solo win này kìa. Phải vậy chứ, nó phải thế. Hay luôn. Mình vô báo về lấy luôn cái trụ đầu rồi, lấy luôn cái trụ đầu rồi. Ra đếm mít rồi.
Đâu em đâu có nhắc đâu, nó lấy cái tên kìa, nó đang tránh cái tên của anh kìa. Em đợi nè, em đọc cái tên mày bạn của anh rồi. Cô đôi chè nay nhắc nhẹ anh đi. Đó là sao nghe căng vậy? Anh đi núi bà chưa? Bao giờ chưa? Chứ anh chỉ đi núi ở Châu Đốc á, không biết núi Châu Đốc gọi là núi gì thôi, núi Sam hay núi gì á. Ôi, phút 8 là có trụ rồi. Nhưng quan trọng là gần đánh tốt mà còn khai thác ở boss nữa thì mày coi cách liên này là nó hủy diệt rồi. Ngu lắm mới thua thôi, mày ngu lắm á. Mày không gánh được em. Sống rồi. CHC là gì? CHC là gì em? Đẩy lên, đẩy lên. Ôi trời ơi. Má, thích Lee Sin vậy ta, Lee Sin đánh thì mày xoay quanh luôn á. Cô ơi. Chết rồi. Hay. Nice sư. Má, nó lên nó chăm sóc mình dữ ta. Ui, fucking damn. Phải không? Ôi, một quay lính to luôn kìa. Xuống hướng kịp không ta? Kịp hay không? Tưởng anh đi núi bà mà sao em không thấy anh bán bao cao su ở ngay chân núi, có gì ủng hộ cháu. Má để Ubi Usagi thì vậy có gà. Lâu lâu vô ngồi chủ không vậy để Bi này. Nghiệp nha Bi. Để Bi nó bắt smart gun đó, trời ơi. Trời ơi, 2 giờ lòng bị dính post quá trời vậy. Để đúng smart gun luôn không để Bi á. Vô ngồi gà kẹ rồi, má đi smart gun. Mất điểm vậy trời. Để đâu, cái gì ngồi mày hết chạy không? Mày hết chạy không? Đó em nói cậu ơi. À gà, quay. Lấy cái hồ trời nè. Ui. Thằng Renda này cũng khéo ha, nó né rồi mẹ được hết mấy cái bẫy của mình luôn, con mèo này, mẹ mèo thành tinh rồi. Cái lồng ái vừa nghe tiếng cười rồi đúng không? Combo em nó quay hết nè, combo em nó quay nè. Ờ không được, không được quy. Cái em vô được mà, em đúng quy em được trời. Bây giờ nghe tiếng cười mà. Dashin Buffalo. Ồ, bây giờ là Phong Vũ có tài trợ mới. Ê, mà mấy anh em nhớ like và subscribe nha mấy anh em. Đoán xem tem FFC ai chưa có hữu hết ta. Để em xem. Anh giặt cá đúng không em? Phải anh giặt cá đâu? À không phải hả? Là cá tao là cá. À, đến xem. FNC ăn Long Nguyễn đúng không em? Nhiều quá, không nhớ rồi em ơi. Có gì fan nữa. À, để các bạn ơi. Ai đẹp quá. Anh Puga hả? FTC phản bội chung, bái lỗi FTC phản bội chung. À sao lên cầu thủ dễ như ta, có người à, dành các anh sân cũng không lên được cầu thủ, có người đánh chơi chơi, vừa đánh vừa tương tác cũng lên được. Ấy dạ. Rồi chết rồi. Mẹ nó bị nó đúp lên thì mẹ nó bị đúp, đúp thẳng lên người. Ơ, à, thôi đi mày chết rồi. Má, quả đó mày mày bị đúp lên, không không chạy ra được. Má tiếc nhờ.
2. Ôi nó qua kìa, nó qua kìa. Tóp đi, tóp đi, một người tóp, một người tóp. Mình đang bị gọi là chia, bị chia lính ra. 2. Hay luôn. Này mất lát. Anh Lê ơi, cái ảnh y chang anh hả? Không phải em. Cái nói chung là nhìn cái ngũ quan ở trên mặt nó không có cái giống nào mà giống anh hết á. Em nhầm rồi. Ôi, em tin người chứ thằng nào nó chỉ cần đưa cái hình không phải anh mà hình dìm cái là em cứ nghĩ là anh không à. Chán em thiệt. Ôi, da hàm anh kia nó mót đẹp trai hả? Thì mày nhìn như có gắt vậy. Nó bên này, nó bên này, nó bên này nè. Điên rồi. Chắc mẹ rồi, cái mẹ nó kìa. Ồ! Thôi nói chí mẹ đúng lúc rồi. Anh ơi, thứ hai tuyển sinh rồi mà sao em vương phải lồn. Trời ơi, anh nói thiệt luôn thôi. Cứ bình thường thôi, chứ sao gì mà không gớt mà em cứ ngồi em lo không vậy. Chứ sao gì cũng gớt mà. Cứ giữ này mà tâm trạng thoải mái nhất đi em. Hả, nhắc cái gì, nhắc cái gì. Hào gia nhắc gì vậy. Ồ, bị dâu rồi, mèo hay ai, mèo hay bé dâu. Dâu ơi. Cai Sài Gòn đủ có hết đâu mà em lại dính vô cái thằng mèo này. Nó đặt tên mèo may mắn mà em thấy nó xua vãi cái lời ra. Chạy. Qua nằm ở trong. À, núp á, mày đặt núp trên đòi tranh chấp con cái con cua này hả? Ai à, con rết này hả? Ủa, đặt nè, đó nè, đặt cái bẫy là phải đặt vậy nè anh em, mà đặt mà hiên lai thì giỏng luôn, nó đập cái nào nó cũng dính đó. Đứng ở đây cầm luôn. À, mà tay mình đánh hay quá, tay mình làm trận kéo thủ của mình nó dễ dàng phải chứ. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của Lê nha. Còn cái kênh follow Nonolive, cái con Naibot nó nhắc nãy giờ thì mong anh em nào mà chưa follow cho mình nhớ. Bắt đầu vào tháng mới rồi, ngày tháng vả đã tới.
Ê, ui đâu vậy? Mình ờ nay mình chỉ stream tới 5 giờ nha nay ha, nay mình stream tới 5 giờ rồi mình stream Nono. Bữa giờ 2 ngày nay mình không stream Nono rồi. Hơn là có vỏ lắc kiểu thân thủ hơn nhanh. Ôi đánh trời chơi cũng lên được cao thủ trời ơi. Game không khó thế nào hết, game không khó thế nào hết. Ôi nè, nè ớt anh em mở bán quá chưa, anh em nào mở bán. Mấy anh em nhớ like và sub cho kênh YouTube của mình nha. Còn đây là kênh Nuno Live, thì mong anh em nào chưa follow follow giúp cho mình với. 5 giờ mình qua đây mình stream nè. Ờ à, nè cái vụ mình nó quay chuyển qua sub anh biết rồi. Mà sao lại nó cay giống như là đi chạy trời không khỏi nắng nha. Mấy anh em nghe câu đó chưa, chạy trời là không khỏi nắng á. Lên phải lên cao thủ chứ nè, chưa cộng nha, chưa biến hình nữa. Hạng 2469 rồi, có số 69 nữa chứ. Đó, mọi người đánh chơi chơi đánh một tay vừa đọc vừa đợi vừa chơi vừa đọc tin nhắn của mọi người, chắc tương tác liên tục. Người thì dùng cả thanh xuân chỉ là để giữ cửa thôi. À, cái vụ slide vụ nghe có thông qua mình có coi tấm hình là No Way nó chuyển qua đánh support cho Deep Kết thì giống như là nó gửi tới thông điệp tới slide á, mình sẽ qua game, mình với slide sẽ là hai phiên nhau đánh support. Đau lắm chứ, đau quá luôn. Đáng lý ra là slide mà đánh AD của game á, nhưng mà slide sợ cái dớp, sợ cái dớp lại là long cu cơm bắt nên Slay chuyển xuống sụp. Ai ngờ No Way nó chơi sát dán vậy luôn. Đúng rồi, nó chơi sát dán vậy đâu. Đó, mấy anh em còn chùa mình gớt chuỗi một cái rồi không xem game nữa, nghe sợ quá, phải lên cao thủ liền mới được. Ô, lên thông thạo linh hoạt ăn 5 năm nữa rồi. À, Sena đâu rồi? Sena về đứt cảng rồi em ơi. Sena về lo mấy cái cảng ở hai phòng rồi. Đang xây thêm mấy cái đó. Giờ Sena tiền để không hết luôn rồi. Này cà khịa phải là chết đi mẹ mày, trời đánh nữa. Mình có cà khịa thôi, fan chửi mình phải buồn nha fan. Đang gọi là đang chơi game. Vô VC đánh support layer. Cánh tay phải của ba rồi béo. Hồi cấp 3 có đánh rộng bao giờ chưa hả? Nói chung là mình cũng có máu gọi là máu gọi là máu chó điên lắm nha, nhưng mà tụi nó không dám đánh mình. Nói chung là nó sợ gì không biết nữa. Nói chung mình chỉ cần khều nào cái là nó xin lỗi. Nó trước câu trước là câu xin lỗi, câu hai là câu được là làm quề nha. Ủa cái thằng này ít chơi mà nên có cấp 82 rồi. Thằng này lâu mới chơi lắm. Tiểu đường ánh sáng cho anh đi. Thầy ba ơi, tại cái đồ đĩa. Ui mẹ mấy em chắc nhanh quá không kịp đọc luôn. Lê đổi tên cày thôi cho kiếp đó. Ôi mẹ ơi, nói vậy kiếp nó buồn á. Em ai cũng lên được cao thủ đấu đó. Chỉ có anh nào ở hơi sâu một tí thôi. Chào Sena hả, chào fan danh. Chừng nào đưa đôn chề về cái mắt thấy không đó, không biết khi nào đưa nàng về Vinh nữa. Ô, mà không biết Quang Hy có đang xem không nha em. Ai stream cạnh như bồ không phải. Anh này là anh edit của anh ba á fan. Anh đây này là anh editor của anh ba. Ui chùm AD mình bắt luôn khác vậy. Hôm kia Lê ad em vui em yêu quá thôi. Cảm ơn em, trời ơi, anh em có lòng thì anh phải có dạ chứ. Ô áo rồi. Ba Chi là quê của anh đúng rồi, Ba Chi là quê mẹ của anh, hình như quê bên nội của anh là ở Phan Rang thì phải. Ninh Thuận gì á.
để anh xem lại chứng minh nhân. Chưa, hồi nhỏ như có về về quê ông nội một lần mà giờ lâu quá, tới giờ chưa về được lần nào. Hình như là ở Bình Thuận, nói chung là miền miền Trung á anh em. Mày lo mày ngồi coi clip cho tao nha. Là cà kệ, hello thấy Đại Nguyễn nha, hello em. Lê mày thương anh ba không vậy, mày kéo anh ba lên cầu thủ đi hả? Không sao, mình sau này vài hôm nữa rồi có mấy len nó chim rồi, rồi hôm nữa có mấy len nó chim nó sẽ đưa anh ba xuống Kim Cương 2 luôn em ơi. Ồ, lúc ở trailer cũng như là cái dạng là cái quay trailer ở bên CR là dạng bên gọi là gì ta, match up hả? Bên match up đúng không? Giống như ghét ghét tuyển thủ CR hay sao gì mình ghê luôn, dìm dã man. Ô này mày, cái lúc mà mình đi ra như nam thần á, lúc mà đi đi như nam thần thì đó kêu là đi lại đi em phải đi khù 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 cái lưng hay là đi em mặc lờ đờ éo quải lên kêu lấy cái góc chết, không biết góc chết ở đâu á. Đồng Hương hả? Hello Đồng Hương nha. Thì mẹ mày hồn lào mày, lo mày đi làm cho tao đi. À, qua 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 ra quán nước của nó, mẹ mình đâu có kêu nước đâu, chủ yếu mình qua mình ngồi đỡ đỡ cho mỗi giò xíu rồi mở quàng xíu ai rồi mẹ nó bưng bún đi trà đá ra, nó kêu nhân viên nó là dạng là làm bartender xong nó kêu bé nhân viên nó bưng bún đi trà đá ra bắt tụi mình trả tiền nè. Trong khi ngồi đâu có kêu nước đâu, đâu có kêu đâu, vô quán ngồi này mẹ gọi là ủng hộ có mặt hình ảnh rồi á. Mấy ngày nữa bé đang nó kêu em hả? Thôi bây giờ hiện giờ nó đang tạo kênh YouTube em ơi, nhưng mà nó hơi dốt xíu nên nó phải nhờ người ta tạo nên hơi lâu xíu. Anh kia nó kim đỡ kênh YouTube của anh không? Nó không chịu. Tiền nữa đó thì anh em mà cứ chia gọi là 73 cho sòng phẳng. Đánh hay ít view, đánh như cái lồn thì view cao á. Xem kim chủ yếu giải trí mà fan. Lại kênh mình kênh kỹ năng, nó phải kênh hài, nó phải kênh hài thoại luôn. Tao mẹ, tao sợ mấy đen xuống mẹ kim cương với ba gà. Không, giờ nó xuống lắm em, chuẩn bị nó xuống bạch kim chơi với anh ba giờ. Anh ấy nãy nhìn nó đánh rồi là thất vọng nó luôn á. Không ngờ nó xuống lẹ vậy. Bình Thuận là sao miền Trung? Ở vậy Bình Thuận là ở đâu em? Như là Phan Rang Bình Thuận gì á. Có. Rồi, được bóp AD luôn rồi, sướng nha. Làm game cái sai chứ nha. Nó thích con tướng này ghê á ta. Nó định lấy anh ảnh anh làm hình mẫu mấy thằng ngáo đá. Thì mày giống như là đưa hình anh lên là tác hại, mày tác hại của ngáo đá đó. Sức bản lệ cũng sách hộ em cả anh đang, nói chung là anh đang gọi là anh tính là ghi thêm. Anh tính là ghi thêm kiểu như là mới hôm qua anh nói là 10 cách đi lane hay như clear đúng không, hay là 10 cách để win lane hay là 10 cách để trụ lane đúng không, anh tính là ghi thêm nữa. Gọi xuất bản luôn một lúc luôn. Tại sao anh sợ xuất bản ngàn cuốn rồi bán hết nhanh quá, mấy anh em thì lại chửi kêu là sao sản xuất ít vậy. Để anh làm thêm, để anh suy nghĩ xong anh làm thêm một lúc. Hay triệu cuốn ta, dân Việt Nam mình như là có 90 triệu dân đúng không, anh làm 1 triệu cuốn thì chỉ là 1 trên 1 phần 9 quá, 1 phần 90 chứ. Kênh đó của Evos. Đúng rồi, kênh đó của Evos. Nói chung là không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Mình hồi nhỏ là lúc mà mình chưa có nhận thức thì còn được nhà ẩm xuống xuống quê của ông nội thôi, chứ giờ mình lớn rồi không có xuống nữa. Nói chung cũng buồn, ông vợ ông cũng mất rồi. Mà nhà thì tan nàng sẽ nghe rầu lắm. Bây giờ anh sẽ hướng tới tương lai thôi. Thuận anh là tại em là phải chúng măng là cố đặt cái này vô cái này vô xuống rồi. Anh em cho clear một unlike, một unsub, một unfollow kênh Nonolit nha. Anh em sẵn tiện report FB anh Tuân. Lưu ẩn nha anh. Hello. Ôi lời thật tôi đáy lòng luôn hả em? Ê mày giết chết anh luôn á. Ôi, coi chừng nó qua cướp á, chị ra đấy,
5 cuốn sách nếu em mua 1 triệu làm gam lồn hả? No, anh ơi. À, mấy anh em đừng nghe thằng hồn lào nói vậy để mà mất cái quan điểm của nhau hết. Nói chung là mấy cuốn sách đó mình nghĩ là mấy anh em tuyển thủ VCS sẽ là người đặt mua nhiều nhất. Sau đó tới mấy anh em mà khán giả, sáng khán giả đồng dâm rồi. Cho hồi canh ra mà đét má nó qua nó cướp cái ngu luôn. Ôi anh Niên đâu ra spam vậy? Ơ à, anh Niên spam cái gì tao lâu vậy? Để mình ẩn người dùng đó. Đâu ra ồ lâu lâu rồi mẹ mấy anh Niên nào đâu ra vô phá cái kinh của mình mẹ mình sợ luôn á. Mình đâu có làm gì có nên tội rồi. Năng lồ. Mẹ không dám bắn hết, mẹ bắn cái sợ ăn luôn. Ôi, mẹ đâu ra. Mấy anh em ơi đừng có lít vô cái đó nha, mình sợ mấy anh em lít vô rồi nó tự bị hack á, xong mấy anh em chắc tự ghi luôn. Không chứ mấy anh em đừng có lít vô mấy cái link mà bậy bạ. Mà gấp quá. Ui, mày không nó đái thiệt. Mà nó nên lùi về tí chờ ha. À, thôi là vừa lên ngôi hổ thì mẹ tí thì tạch rồi. Game này không khoai. Ui. À, không ổn rồi đại dương ơi. Mà nó kéo ghê quá. Nè nè xe nè đâu tới ơi. Không sao nhưng mà không sao, đang mình nhận đánh tiền rất là tốt. À sập nó còn lá, sập nó chỉ còn lá thôi. Kiếm dài hả? À, lên cái cung mà cái lên cái cung thì được tốc độ đánh thôi, vẫn chơi được nha. 25 tốc độ đánh. Sập đó nó mất lát rồi hả? Ok em. À, bó hết luôn nè. À có mấy người anh em báo peo luôn. Má đâu ra mà spam đi mà linh bậy bạ lắm vậy. Tha nhau tí đi mà. Đu không anh đó, không em ơi. À, cuộc đời anh là những niềm đau, anh không muốn lây lan trai hết. Anh được phải, em được phải chúng măng. Cảm ơn anh nha, em cảm ơn anh nha. Mình làm sớm là đẹp à, nếu mà mình làm sớm thì mình sẽ cuộc đời nó sẽ đẹp hơn rồi. À để mà nó mất hai quay chết gì.
Đúng rồi, đánh tôi nhiều lắm. Đánh tôi nhiều lắm chụp ơi. Ê, nó kêu đốt. Nice. Trời ơi, tôi quên, nó có hiệu đốt ha, để mày nó bằng cái hiệu đốt mình sụp, mày có bài đó mà nó có e là thức mình về, nó hiệu đốt nó chắc chết luôn á. Má, nhưng mà báo không được cái đất trụ, tí thiệt. Dắt nước ngoài đang bị mà đang gọi là bị khủng bố cái phần mềm nào á, nên mấy anh đi nước ngoài này sẽ bom ác thiệt. Tại mấy anh đi bị tụng anh đã phải nên là phải chúng măng đã cố đặt trên đi du trên đi du súng rồi có heo có sinh hung liêu có nha, cảm ơn heo. Ủa, heo lúc nào mà không sinh. Đi cảm ơn em nhiều nha. Ngoa. Ổn này. Tầm này mà đồ con cái xa nó vượt trội hơn nữa con Lucy rồi. Có nhà nhìn nó đứng cái thế này là thằng kia nó quăng lòng đèn á. Rồi đi nha. Má lát lên chơi luôn chịu rồi bà nó hồi lát dễ quá. Ui mình mất lại 10 con rồi 8 con. Xuống luôn vậy. Phải nhân được phải chúng măng đã cố đặt trên đi du trên đi du tới lợn rồi hết heo mình tới lợn rồi xin cô clear. Trời ơi nó lê nói thiệt luôn cho dù bây giờ là có là hợ thì cũng xin nha đi cảm ơn nhiều nha. Ôi cái sao vậy. À, nó kéo xạo thì chứ này mà. Ai rồi cái bạn đó cứ tưởng nó kéo support chứ Odin con mà. Đặt rồi. À. Mà bị ngãi heo nhập game này là bị ngãi heo nhập rồi. À, chết thiệt. Mất heo. À. Má gãy thì mà hôm nay là game này gãy quá game trước má thôi là đồng đội gánh được game này đồng đội có gánh được hay không đây. Má tập trung lại má cái kéo nó chết thiệt chứ. Ui nó năm mạng kìa. Cho cậu mắt lên chuột lỗi.
ui anh xuống đâu mà má xui mà nó bay vô cái quy luôn chứ. Chết thiệt. Má từ từ rồi, má từ từ bay rờ là đẹp ha, mà nó từ từ bay rờ là đẹp. Ui mẹ xui quá. Má mày 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 cái bay rờ nó nghiệt thiệt á. Là chính sĩ đó anh em ơi. Là chính sĩ đó anh em ơi. Con anh đặt tại em được phải chúng măng. Đã bố đặt kênh đi du, kênh đi du súng rồi. Trả kèo nẹp $500. Cái gì cắt nha, $500. Con anh đặt tại em được phải chúng măng. Đã bố đặt kênh đi du, kênh đi du súng rồi. Này tạch trượng hai lần. Hello. Cao thủ buồn quá a à ơi. Ủa, cảm ơn ý nha. Phải chi cái chủ được rồi mà anh gặp Yến thì tốt biết mấy. Anh sẽ giúp Yến là lên đỉnh luôn. Má khỏe cơ. Nó đá xong mập cái trận nó đá rờ thôi cũng chết nữa. À cái mạng nó lật quá, nó lật quá. Con anh đặt tại em được phải chúng măng. Đã bố đặt kênh đi du, kênh đi du súng rồi. Trả kèo nẹp $500. Mình có nói anh làm một phát mà đủ $500 luôn nha. À mà tới quá không à, ông sụp, anh trận mà anh gặp em ấy, ông sụp, ông đánh game xong gặp ổng, ông đánh con support gọi là Galio, mà ông đánh ghê lắm. À, chứ đâu ông đánh con cốc, con Janna này mà hơi lủng xíu. À, xả xuống đủ rồi. Con anh đặt tại em được phải chúng măng. Đã bố đặt kênh đi du súng rồi. Gặp ba nữa chắc xuống ruộng lăn luôn chứ đỉnh gì về. Trời ơi. Anh gọi là hôm nay là anh thấy anh phong độ cao lắm đi Yến. Yến khi dễ anh quá vậy. Cẩn thận ly xin nè. Nhưng mà chứ trời cho thôi, chờ lính vô mà farm ha. Sao mà, em phải tên anh một lần nữa thôi. Qua đó biết nó có, biết nó cái thanh tẩy nó, biết nó còn máu nó, từ từ mình vô. Qua đó bóng. Mình nếu mà đánh hai thằng mình kia từ từ thôi, nó chết chắc rồi. Cứ đánh từ từ thôi. Là mình chờ hồi cái quy đó mình bay vô là bắn nó chết chắc. Ôi, xin khỏe quá. Không giữ lãi ha. Giữ lãi nhiều rồi chứ. Lãi nhiều rồi lên rồi. Hay.
kia rồi phải dắt kia ở đâu cũng vậy á, bến Tre chả xứ dừa. Ủa sao hôm nãy giờ không thấy tích tốc được ta, thấy hai hai vậy nó hồi máu lên. Bỏ chỗ đi, bỏ chỗ đi, bỏ chỗ đi. Ướt luôn. Con cũng ngâm được phải, ngâm được phải chúng măng. Đã cố đặt trên thì du chúng nữa. Lia ơi Lia, chỉ heo chơi liên minh được không? Heo không u 96. Được, cảm ơn heo nha. Đi cảm ơn heo nha. Quỷ ghiên, à, cái này sẽ gọi là kèm ghiên tại nhà nha heo. Đang mình lũng đam quá. Gán là cái người này em ơi. Chưa thua đâu, mình chưa thua đâu. Doomed outsider. Here, not everywhere, and they are all mine. Mình qua đây, mình qua đây. Đi xin còn rồi, thì phải. This skin lives on me and hunts with me. Đây nè, qua đây nè. Bỏ lồng gió đi, anh nên nghĩ bỏ lồng gió đi. Anh cũng ngâm được phải, ngâm được phải chúng măng. Đã cố đặt trên thì du súng rồi. Chuẩn bị yến nghỉ game, cần nhận để tự truyền lại kỹ năng kata. Tới đâu đã được. Không sao. Đánh đi anh em, đừng khác nhau. Đó, nhưng mà anh Man AD có à, anh học con kata được không em? Anh mau, nhưng mà Man AD học con kata trong vòng bao lâu ta? Anh cảm ơn Yến nha. Má quả đó căng thẳng quá, không có trả lời, anh không có trả lời liền được. Quả đó, quả đó có một tí máu nữa thì mới ra, một tí là 1-200 máu nữa là giết luôn AD đó. Rồi kèo có kia hết game anh làm liền nha Quang Huy. Kèo có kia là hết game làm liền nha. Có kia không tâm hợp luôn. Nhưng mà được ba cái chứng nhất là đẹp rồi. Tiền quá trời là tiền. Ôi nhìn qua nhìn lại thằng rê nó thọt quá trời thọt luôn. Thằng rê 118 à. Tóc tà chán rồi, tối là phải nhận lại mới được. Con cũng ngâm được phải, ngâm được phải chúng măng. Đã cố đặt trên thì du súng rồi. Chơi kata cô cần đếm tam, chỉ cần thuộc kỹ năng trong đầu là đờ si. Chắc chưa? À, nhưng mà anh là anh hơi lủng xíu.
Thôi nhưng mà để anh xong cái quả này đó. Vẫn cứu được. Xem mình nên lên cái món nào ta. Cái món này là đồng hồ đi ha. Ui, được cái tên địch à, được cái tên địch khen thì gọi là quá mừng rồi. Ở đó là mình nhìn Lee Sin bay lên là ui, cơ hội tới rồi. Tụi mình à, nhắc lên. Không rờ hả? Rồi mình chặn hậu được. Na sư. Này nó quá nè. Mình là tay mình 4 đam vật lý, chắc mình sẽ lên full AB luôn á. Còn món AB đó là món nào đẹp ta? Mũ, nếu mà lên mũ được thì đẹp. Ôi súng kiếm không? Súng kiếm cũng ngon. Lô, một món cuối chắc lên xong kiếm tay ương quá, dồn đam mạnh mà mũ lên mũ được thì lên. Hai thông thao 7 thì đúng là lưu thông thao 7 luôn á.
They have no idea what lurks just before. mọi người rảnh tay nhớ like và sub cho mình với nha mọi người. Còn cái con đây là kênh Nona Like của mình, mong anh em follow cho mình nhé để mình đủ chỉ tiêu trong tháng. Anh em giúp đỡ mình nha, anh em dành ra vài phút giúp đỡ mình nha, xong game cũng được, xong game cũng được. Cái quả nó kéo dính hết rồi, chết rồi. Ôi sao bị lắc vậy, FPS tụt dữ vậy. Má quả đó không kịp đồng hồ, không kịp hồ máu luôn á. Nhưng mà không thấy cái rờ, không thấy cái con bài. Lộn xộn quá không kịp thấy. Thấy nó rờ rờ hoặc là heal này nọ, má nhỡ quá. Ta either hình như có lắm. À, có tê lê. Ra su rờ 5 quả đó luôn hả, ghê vậy. Căng chứ thôi. Hai. Thiêu đốt á. Ủa sao không thiêu đốt lại. When I was a child, I was frightened. Má! Qua đó tới trễ quá. Giết không được AD nó, giết được IRA, không giết được AD nó. Nó lật quá đi, xin 20 sáng luôn rồi, không sao. Tí không sao, tí tụi mình đánh gần nhau mày giết hết. Má tuyệt tiếc thiệt chứ, quả đó mình vô nó lát thì phải, này nó lát. Nó mất Baron vẫn chưa là khó đâu. Tại tội hình mình này, đánh cơ bát thì vẫn ngon. Này bà đang giết bắp này, nó gò mặt này lên và đang giết bắp. Tại tôi nói lên giáp nhiều quá, toàn là về giáp không nào, mình chuyển hướng lên AD liền. Tay mình được bốn mông sát thương vật lý. Lên mình lên đam nữa thì lại phí quá. Bỏ đi. Chắc chắn là xuống nó tao. Rồi nó không phải Mỹ Gambit, rồi mình đứng chơi luôn. Bye nè. Ôi vô trụ đi. Mày ghê quá. Đây nó giáp hồi sinh không à. Đưa cái xe mà. Mình để đi, chờ nó hết rồi. Má không có đồ rít, không có cái đồ chí mạng, chắc lát nữa mình bán một món nào đó mình lên cây cùng cung quá. Rồi thì lên tiếng đi mà A3 bỏ tay khỏi bàn phím thằng clear đi nha. Ôi. Thế mà xong rồi. À xong rồi.
Cô mẹ thiệt chứ. À, má thua luôn rồi, mẹ má. Má tí này chứ, đánh vậy mà thua rồi, mẹ đen vậy. Má thì mẹ đen này chứ. Không đỡ, không đỡ được anh ba được, tụi mình đánh không đỡ được sao anh ba được. Là tay mình gọi là chưa làm đủ tốt thôi, tụi mình không nên trách nhau, chỉ là trách là tay mình chưa làm đủ tốt thôi. Nhớ làm lại. Cái chính của mình á, trừ khi còn một ngày cuối mà mình chơi, hoặc là kiểu như nó bị rớt cầu thủ thì mình đánh tiếp. À, anh em ơi, đây là kênh Nono của Lê, thì mong anh em nhớ follow cho Lê mới nha anh em. Đâu, để mình xem, chắc chưa gấp cầu thủ liền đâu. Chưa gấp đại cầu thủ đâu, vẫn còn đang hết đó. Nè, vẫn còn đủ điểm. Chừng nào mà còn hết đập thường là 10 ngày. Nè, đây là nó lên rank cao nó sẽ báo như vậy nè. Bạn bị giảm điểm sau 10 ngày. Ví dụ mà còn 1-2 ngày cuối mình sẽ vô ạc đó mình đánh. Xong nó cho lên lại 10 ngày. Cứ 10 ngày không đánh là mặc định nó trừ điểm mà. Đây, hạng này như là hạng 18 rồi. Đây là hạng 18. Chứ mấy anh em này còn thua mình mười mấy điểm nữa mới lên được. Giờ làm game cocky nha, làm game cocky lấy kèo của ngang quan hay kiếm 50 cành đây. Đâu mình lên chủ từ trận trước rồi, lên từ trận trước đó rồi. Lên từ trận cách ly này nè, lên từ cái trận cách ly nè. AB yếu quá hả, không gánh được không? Mình nghĩ do kiểu như chưa cái combat của bả nào mà 5 thôi, toàn là chết sớm á. Chứ còn Kaisan phải lên để bù lại cái đam AB chứ, tụi nó toàn là lên giáp không à. Đâu top 1 là như là búp bị cây mà. Top 1 như là búp bị cây. Ủa, hôm nay mình kiểu mình đủ bữa giờ mình toàn ngủ trễ không à, toàn là 5-6 giờ mới ngủ, toàn bên đây nó dành hết cái giường của mình rồi, mình phải gán rồi mình ngủ, mình nghiêng người mình ngủ thôi. 40k rồi, 40k 1600 điểm mà căng nhiệt dữ vậy ta. Ôi cảm ơn mấy anh em follow Nono like cho mình nha, cảm ơn anh em. Bờ quá. Trời ơi, hồi xưa anh đâu cái thần hồi xưa hết đấu hả? Video hay là mèo đây? Con mèo vô khỉ à. Đó là em nha gấu. Rồi để anh xem cái, ôi rồi, lâu rồi, cái đó là mùa 3 rồi, để anh xem ơi. Hình hồi xưa. Thiệt mà cháy dữ vậy. Hình của anh má sợ hình diện quá má rồi đó, mình tăng tí cho mình sợ hình được tăng hình diện quá rồi, mình né cái hình ra tí hả. Mình đang sợ hình diện quá mà. Đây lâu lắm rồi, lúc này là còn quá khứ rồi nha, top 6 nè. Cái này là lúc này là hết đấu rồi, như là một được 100 thằng rồi, 100 thằng hết đấu rồi. Hafa đồ này, Hafa Shop Venus Badland được, AKS Badland Việt Nam nữa. Còn này lúc này nhà mình ngập nè, mùa mưa quá ngập lên tới rồi bực thềm luôn á. Ủa sống ảo, ba cái hết đấu rồi sống ảo rồi. Gọi là ăn mày quá khứ, mình đang gọi là ăn mày quá khứ á. Nhậu nhiều vợ buồn, nhậu ít bạn bè buồn, không nhậu mình buồn. Rầu. Anh xem nó mình sến dữ vậy ta. Ui, anh còn chơi Paritech nữa. Đâu ra, hình hồi xưa đâu. À đây, tấm này đây. Ô sao top 13 ta. Nè, nhìn cái khung nó ngắn vậy là chỉ có 50 người thôi nè. Ui mày, mình mất cái tấm hình top 10. Trần băng lửa là anh Vũ nè, Trần múa lửa là Juni. Rồi anh Violet, Bi của em thì không biết, Henry nè.
tài nhân tài năm 2014 ngày 1 tháng 1 2014 vừa qua Tết Tây luôn à. Mà đúng ăn mày quá khứ luôn á. Thôi em ở đây đi. Cảm ơn em. Anh làm kèo Cocky Nimit rồi đó. Chào. Wow, là hồi xưa mình sống ảo vái cái lầu luôn anh em ơi. Rồi cứ hồi xưa có anh em nào chơi giống như mình không? 2013 là Penta là chụp tấm hình đó. Irobip nếp mà lớp chứ, sến xuống vai luôn. Ít game Roshika, Hi, Wii đồ đi em. Penta up tấm hình nữa chứ. À, hồi đó sao mình sống ảo dữ vậy trời. Giờ là đỡ nhiều mà. Cho anh em thôi bỏ qua rồi hồi đó con cá ly là mình đánh từ 6 năm trước rồi chết vậy. Con ngâm đập phải nhau nè súng măng đã bố đã kem đi vô kem đi vô súng măng. Hello fan nha. À bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi hình cháy quá. Hình đi nó anh hồi nhỏ cháy quá. Hello fan nha Hùng Rín. Hello fan. Cảm ơn fan nhiều nha. Đó đi quê đi chứ. Ôi, cái thời đó con Kata nó gọi là con bét á. Cocky mình để dưới tép để mình đem cái điểm này đi. Nhạc đó là gì á? Ngôn ngữ súng răng nha em. Nhạc đó là ngôn ngữ súng răng. Ồ, hồi xưa nhạc là thích súng ảo lắm. Chỉ cần Penta một cái là thích lắm rồi. Chụp hình có nhiều tiệm nét hồi xưa năm 2013-14 chỉ cần Penta thôi là được chai xịt tin rồi. Rồi ôi trời ơi, cái hồi đó là trên top thách đấu 50 thằng nó lên được thách đấu rồi là mừng lắm rồi. Lúc đó mình còn không nghĩ là đủ khả năng đánh chuyên nghiệp nữa. Sau này lên được thách đấu 100 thằng là mình cao nhất rồi, chưa bao giờ được top 1 chứ. Chưa bao giờ được top 1 thằng là được top 2 là cao nhất, top 2 cũng cao nhất luôn nha. Súng rồi. E chơi kata từ mùa 1 đánh lên thách đấu chỉ 3 ngày thôi. Anh muốn tham khảo con kata của em á Yến ơi. Con nó hồi xưa anh đánh nhưng mà anh sợ nhất là con Ori với lại con Serra đó. Hồi xưa anh đánh anh cũng chơi con kata nhiều hồi 13 nhưng mà sợ hai con đó lắm. Cứ lên quy một cái rồi. Lên quy một cái rồi hồi trước cái đúp là dạng là nó xoay á. Đó. Đó chứ anh chơi mà chỉ cần lên mà farm con lính thôi thì nó chửi cho ngu người luôn. Hồi xưa còn chơi cái kiểu mà mua một đôi giày mà bốn bình máu á. Hồi xưa lấy bên hồi sinh nó có không? Cái đó là beo hồi máu mà em, hồi máu cái hình hồi máu hồi xưa nó vậy á. Là cái đó là cái nút B à, em hỏi cái này hỏi gấu. Cái này là cái nút B biến về, chứ không phải là cái beo hồi máu, hồi trước là đem khiên nè, khiên với tóc biến, còn cái này là nút biến về hồi xưa. Cái B. Biến về bè đất cỏ. Hả, giờ anh em nghỉ hết rồi còn mình chơi à. Nên nó hơi rầu chứ. Giờ tụi nó thường là đa số đi làm, lâu lâu chỉ chơi cho vui thôi, chứ không có chơi để chuyên nghiệp như hồi trước. Không kiểu dạng chơi thường xuyên như trước. Thì mày vậy cái lắc đít mày cáp bị gen xe thì mày cũ cho nên mày ngu người luôn đúng không? Cái nhìn thì mày kiểu kêu khích đó thủ thiệt chứ. Chụp được tấm hình lúc đó banh rồi hay là má hồi xưa gọi là sống ảo hết sống ảo mà chỉ là up hình cho mấy anh em trong xóm ngồi bàn nhau ngồi chọc nhau thôi. Sau này lúc mà mình đánh chuyên nghiệp toàn bị mấy anh đi nó đào hình ra nó chọc không mà nên mình mới đóng luôn nên mình mới tắt luôn.
Tính ra mình chơi từ lúc mà là cuối năm 22 á, à, mình chơi Liên Minh là cuối năm 22 á. Mà lúc đó chỉ đánh thường thôi, mà mình đánh thường mà gọi là khét luôn á nha, đánh đúng nhiều luôn. Sau này đánh thường chán quá rồi mới vô thử đánh xếp hạng xem khác biệt cái gì không. Vô thì toàn tụi nó tô sức khác luôn, rồi toàn thấy kiểu nhau. Chứ mình chơi con tướng tủ là con virus, chơi mà không biết chán luôn. Là đó là cái kia là lần đầu tiên mình nạp tiền cho mình mua, nạp tiền tốt, mọi từ lần đầu tiên tự nạp tiền tốt và mua một cái trang phục tay còn như là được tặng chứ. Được tặng chứ, lấy RB đi đánh giải đi mua mà. Là cũng có ông Simi Xích á, bạn thân quán đỏ hồi trước ông mình còn nhớ vợt Kata thì xưa mình còn xem stream của ổng nè. À, chờ nó lên mang lại nó, chờ nó lên farm ba con sau là anh mất lát rồi. Người đâu ta? À, người đây. Vừa mới nhắc nãy giờ anh đi đâu rồi sao không thấy đâu á. Ca súng nó được không? Ca súng nó được không? Nó gần chết mà. Ôi! Quay quay bên đây nè, bên đây nè. Bên đây dễ nè, bên đây dễ nè. Japan ơi, Japan không lấy hả? Ôi, Japan không thấy à. À, ngày mai mình còn kèo đi đám cưới nữa chứ. Cưới bà bạn ở trong xóm. Ui, giờ tới tuổi ai không lấy chồng hết không? Ai cũng lấy chồng lấy vợ. Mình còn là độc thân nhân tính. Đường nào. Để mình đi phượt chiến này đường nào, đi phượt chiến này đường nào. Đơm. Từ từ nhấp nhả thôi. Ui đi mày, đi thẳng lên luôn hả? Chưa tới mà.
mãi cái tới thì mình chưa tới mà mấy người anh em. Hai người anh em thiện lành ơi, thì mày đâm nhanh quá vậy. Ui mày đánh nhờ chết rồi. Sao chỉnh được mức độ hỏa như thế vậy Ly hả? Mình để là rất khóc nè. Mình chỉ để vậy thôi, rất khóc. Đánh lên top 20 đi chàng này làm gì hả? Mình đang tính là chơi hả? Tại mình được mấy can Rana tặng kin nhiều lắm. Mình tính là chơi vừa quảng cáo các bạn luôn. Chờ hai đến lần thách đấu sẽ thích hơn là một đích đúng không? Xem khả năng mình có lên được tới đâu rồi đó. Hai mất hai bê rồi. Cái này cũng cao thủ mà chứ ít gì đâu phải. Bãi này đang rồi là đang lợi thế rồi à. Chưa lá nó chưa có lá đó, chưa có lá đó. Không lá. Chưa tới. Rồi nè, quay lại nè. Đúng rồi, quay lại. Hay. Không vậy ta? Anh đây mất heo nè. Mình trước thua cây không anh? Thắng thua. Ờ quên rồi mày, không được lên tấm hộp á. Sorry anh fail qua đó. À tí thì tặng là hơn rồi anh em nhắc á. Rồi đổi hướng liền, vẫn chưa lên tấm hộp nha. Vẫn chưa gọi là lên nha. Tép rồi. Rồi, Liêu ơi, cái kèo không lên tâm hợp. Lo nói chuyện với anh em quá, hôm nay rồi sao ta. Mình thức khuya nhiều nên mình đừ cái người á. Nên đầu óc không có được minh mẫn. À, chuyển hướng này, nhưng là vẫn thể chưa sai. Muốn đánh top không? Để mình đẩy cái mít. Muốn đánh top thì mình đẩy. Để mình đẩy cái mít. Bây giờ từ từ luôn được. Đẩy cái mít cho thằng tém nó đi vậy nó thọt. Tính tái, tình đường, tình tí. Hôm nay là đều nó lại quá.
sao nó hơi vậy ta? Toàn là trắng máu không à? Rồi, nó ra mình, thấy hả? Ủa, nãy nó lết rồi mà ta. Ôi, giờ mày tính sai hả? Ôi, mày giờ mình tính sai à? Cứ tưởng nãy nó lát chứ. Ba gà giờ bị cô lập toái, cái ba gà bị cô lập. Ai mà nở làm vậy với anh ta được em ơi. Ồ, mấy hôm nay anh thấy không, có một ngày gọi là ngày may mắn, đánh cỡ nào cũng xanh, đánh cỡ nào cũng win. Rồi có cái ngày mà lúc nào không xua đó, toàn là tụi nó trắng máu không à. Đây, uống nhiều bên kia luôn nè. Cho mình táo đi, đưa ép táo đi. Chưa muốn chưa? Chưa. Được. Ờ không có rồi hả? Hai. Nào hi đốt ta, để hi đốt. Ui mẹ boss nó di chuyển luôn. Một boss bỏ nhà đi lấy trụ đầu luôn rồi. Cái này cho em thay táo một giáo nha. Giáo là hôm nay ABL đánh hả? Ủa nhanh vậy ta, VS mình là tầm 2 tuần nữa mới đánh. Tuấn Anh đặt tại em được phải chúng măng. Đã bố đặt kem đi du súng rồi. Lên nhạc đánh cho hay, chúc anh stream vui vẻ. Ừ anh cảm ơn Đức nha, chúc Đức ngày mới vui vẻ luôn nha em. Hai bê quá, hai bê, gọi là bê nhiều quá. Tại vì mà ngày bắt tối anh đi đi du lịch xa, anh em ở đây ai cũng vậy. Ngựa hai ba càng ngựa này mà nó làm mình mấy quả giật mình không à. Món nào ta, món nào sẽ là món ổn áp nhất nha. Anh chơi kèo, không nên tâm hồn rồi, nên anh phải chuyển hướng ra rồi mấy cái món ra là lưng cận. Lỡ mua búa gỗ thì chắc là lên rừng đen luôn. Lỡ mua búa gỗ thì lên nhiều đen. À, cái kì lên xong kiếm tay luôn. Chứ anh lên găng tay nó lại phí đam quá. Lên găng tay nó lại quá là phí đam. Này mình chuyển qua bên Nono nha anh em, hết cái này mình chuyển Nono để tranh thủ tí kit cho Senna vô vô cái giải búp á. Rồi lên, ôi rồi lên cậu, lên nó, mày nó không lát mà. Để không biết có anh em nào qua Nono ủng hộ tôi không ta, không biết có không ta. Sao nó yếu vậy, 07 hả?
hai cái bom phosphor luôn, sao anh biết chiêu nhiều như vậy? Mình đang chơi kèo chứ không phải ngu thôi nơ, mình đang chơi kèo chứ không phải ngu, mình đang chơi kèo không nên tâm hợp. Kèo 50 cành đó em, giờ này mình vả quá rồi, có kèo là mình chơi, có kèo là mình nhận. Nó đúng đĩa Aki cho mình mấy cái kèo này, khó nhai thiệt. Yumi mà kia đánh AD mà cho team nó chửi hay gì á. Cái này là đa số là đánh con có kia này mấy năm chỉ cần mà farm được thôi, chỉ cần giữ đều cái chữ số farm á khỏe lắm. Farm đủ item lên đồ, không nhất thiết phải có mạng, có mạng thì nó xanh sớm hơn, còn không chỉ cần farm mà sát thời gian á, farm tầm phút 18 luôn, farm tầm 180 hay 190 con á, mà lúc đó đồ cái lượng đồ nó bắn ác lắm. Ô win luôn kìa. Sao game dễ vậy? Có làm nha Phương Nga. Không phải, Quang Huy khác còn Aki khác nữa kìa. Aki hay donate anh bên bên Kim Lát á. À, ông bạn già này toàn là cho mấy cái kèo khó nhai không à, hồi đợt kêu mấy thằng tin lên nước mắt nữa. Rồi AD không ăn mạng là 50 đô đồ. Cảm ơn mấy anh em ủng hộ mình nha. Bây giờ mấy anh em qua được thì qua bên đó ủng hộ mình tiếp, qua đó mình sẽ tiếp tục mình leo răng, thì bây giờ mình sẽ up YouTube, anh em nhớ qua đó ủng hộ mình nha. Đây là cái kèo, đây là cái kênh stream Nono của mình nè. Quang Huy qua đó anh em mình tính xong nha. Quang Huy cứ qua đó trước đi em, xong kèo để đon kèo nha.